Hay ra cái khu này bẫy chim khuyên. Và nhìn một số cây cối ở đây rậm rạp. Khi là có tổ chim chẳng vào tổ chim gì. Cây này rất là rậm rạp. Sợ có cả rắn đấy. Cho màu bông, cho màu mũ thì ít. Cái này không thấy. Đấy, bọn cho màu bông nó đang khỏe khỏe. Cây to này, cây to cao này, anh không có đấy. Cây này, cây này. Kia rồi. Trên đỉnh kia có những mấy cái cành khô cành kia kia hay là hay chỉ là cái lá liệu có phải tổ chim không, có phải tổ chim không cao quê nhỉ. Đây rất nhiều cành khô này, nó tụt lá đấy. Trèo lên nhá. Tức là cả buổi chiều đi bẫy nhưng mà không được con nào. Để dày tất dày ủng không được con nào, hái được một nắm cây quả phèn đen đấy về cho chim ăn.
với cho mấy con trào màu nên nó rất là thích. Rất là thích ăn. Nào có một cái cây trào màu đến rất là nhiều. Rất nhiều quả chín. Mấy con kia đang chờ để cho ăn đấy. Và để hái cho nó ăn nha.